Không quân Mỹ đang đẩy nhanh nghiên cứu các chiến cơ mới với rất nhiều công nghệ mới. Nhưng liệu đó có đủ để đánh bại Trung Quốc và Nga? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Top Gun Maverick đang phá kỷ lục phòng vé. Rõ ràng đó là vì mọi người muốn thấy Tom Cruise có ý thức sâu sắc về sự chấp nhận bản thân khi đối mặt với quá khứ của mình. Hoặc là họ chỉ muốn xem Tom Cruise bay trên chiếc F-18 thôi. Mặc dù vậy, Cruise không thực sự được phép lái một chiếc chiến cơ 70 triệu đô la đâu. Vì lầu năm góc chưa có điên. Trường Top Gun tạo cảm hứng cho bộ phim này là nơi thật sự huấn luyện các phi công chiến đấu đẳng cấp và duy trì sự thống trị của không quân Hoa Kỳ. Nhưng có những câu hỏi về chuyện liệu Mỹ có thể duy trì sự thống trị trên bầu trời trong những thập niên tới hay không, đặc biệt là với Trung Quốc. Đây là điều mà Lầu Năm Góc đang lo lắng. Những tướng lĩnh không quân Mỹ đã cảnh báo Mỹ sẽ đánh mất vị thế thống trị trên không vào tay Trung Quốc nếu không gấp rút thay đổi. Và không quân Mỹ sẵn sàng thực hiện một số thay đổi lớn. Lầu Năm Góc đang nghiên cứu ít nhất hai mẫu chiến cơ thế hệ thứ sáu. Thế hệ kế tiếp của những chiến cơ tiên tiến sẽ còn mạnh mẽ hơn máy bay tàng hình F-35 thế hệ năm hiện tại và chiến cơ F-22 tàng hình chiến thuật. Những chiến cơ mới này được đặt tại vị trí trung tâm của chương trình Thống trị không gian thế hệ tiếp theo hay NGAD của Lầu Năm Góc. Đã có rất nhiều tiến triển kể từ khi không quân Mỹ thử nghiệm các mẫu thử lần đầu tiên năm 2015. Tới năm 2020, không quân cho bay một mẫu thử nghiệm và đã ghi nhận những kỷ lục mới. Và mọi chuyện dường như đang diễn ra tốt đẹp tới mức không quân đang tăng tốc chương trình NGAD bằng cách chuyển sang giai đoạn quan trọng mới, thiết kế, sản xuất và phát triển. Giờ chúng tôi đã bắt đầu với chương trình EMD để phát triển chiếc máy bay mới. Chúng tôi nghĩ rằng năng lực mới này sẽ hoàn tất vào cuối thập kỷ. Và cuối thập kỷ, vậy là... Năm 2030, 8 năm nữa, đây thực ra là nhanh với không quân rồi đấy. Nhưng liệu có đủ nhanh hay không? Tôi thấy chúng ta cần sớm có thêm năng lực mới và tôi sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro. Chúng ta đang trong cuộc chạy đua để vượt trội hơn về công nghệ. Sự vượt trội của Hoa Kỳ trước Trung Quốc và thậm chí là trước Nga đang suy giảm và điều đó khiến ta phải suy nghĩ, vì gần đây quân đội Nga còn không hề gây ấn tượng với thế giới. Trong một số lĩnh vực Nga và Trung Quốc thậm chí còn đang đánh bại Mỹ, đặc biệt với tên lửa siêu bội âm nhưng Nga không chỉ thử nghiệm những vũ khí này, họ mới trở thành nước đầu tiên thực sự sử dụng vũ khí siêu bội âm trong chiến tranh. Họ đã sử dụng chúng ít nhất 10 lần ở Ukraine, theo lầu năm Góc. Nó là một loại vũ khí khiến người ta tự bản. Và Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu bội âm bay vào quỹ đạo trái đất năm ngoái. Tôi sẽ nói thêm về cách Mỹ phản ứng trước nguy cơ tên lửa siêu bội âm như thế nào trong một tập khác. Nhưng các tên lửa không thực sự là điều mà Mỹ phải lo lắng. Trung Quốc đã đang cố gắng xóa nhòa lợi thế của Mỹ về công nghệ tàng hình, một lợi thế mà Mỹ đã nắm giữ nhiều thập kỷ. Và Trung Quốc đang xây dựng những chiến cơ tàng hình thế hệ thứ sáu của mình và cả những đội quân drone. Nếu chiến cơ tiếp theo của Mỹ muốn vượt trội hơn hẳn, thì nó cần có một số tính năng thực sự tiên tiến. Tôi sẽ nói thêm sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Trung Quốc và Nga đang phát triển những công nghệ mới để thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ nhưng Mỹ đang cố gắng dẫn đầu cuộc đua với chương trình chiến cơ NGAD. Đặc điểm chi tiết của những chiến cơ này chưa được tiết lộ. Chúng ta còn không biết chính xác ai đang sản xuất chúng, nhưng có bốn tính năng mà các tướng không quân nói rằng những chiến cơ bí mật mới sẽ cần phải có để đánh bại các kẻ thù của Hoa Kỳ. Hãy bắt đầu với số một, tầm xa hơn và tốc độ cao hơn. Cho tới nay, không quân Mỹ đang tập trung vào việc đối phó với Nga ở châu Âu châu Âu không rộng lắm. Các chiến cơ tại các căn cứ của Mỹ không phải bay quá xa, nhưng Thái Bình Dương lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khoảng cách phải bay là xa hơn rất nhiều, và khi Trung Quốc đang mất dần kiên nhẫn thì có thể chẳng còn mấy thời gian để chiến cơ Mỹ cần phải bay được quãng đường xa hơn. Đó là lý do không quân Mỹ nói rằng có thể có hai phiên bản chiến cơ thế hệ thứ sáu, một cái cho Nga và cái kia cho Trung Quốc. Tóm lại, tới bây giờ, không quân Mỹ mới thiết kế một chiến cơ dành riêng cho khu vực Thái Bình Dương. Trung tướng David Nahum nói, Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phát triển một chiến cơ có tầm bay cỡ Thái Bình Dương trước đây. Vậy nên đây sẽ là cái đầu tiên, và thời gian là vấn đề ở đây nếu xét tới tất cả những động thái của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Những chiến cơ này có thể bay bằng động cơ thế hệ tiếp theo với tầm bay xa hơn, tăng tốc nhanh hơn và tản nhiệt tốt hơn, nhờ có dự án chuyển tiếp động cơ tiên tiến. tiến nhưng nó vẫn cần nhiều nhiên liệu hơn để có thể bay quãng đường xa hơn. Vậy nên nếu chiến cơ thế hệ tiếp theo muốn duy trì khả năng tàng hình và bay được xa hơn, thì chúng sẽ cần phải lớn hơn và có khả năng mang theo nhiều tên lửa và nhiên liệu hơn. Điều này dẫn chúng ta tới điểm tiếp theo, số 2, những công nghệ tàng hình mới. Kẻ thù của nước Mỹ đã đang cải thiện công nghệ phát hiện tàng hình của họ. Chúng ta đã đang thấy những cảm biến tiên tiến bắt đầu có thể vô hiệu hóa khả năng né radar của chiếc F-22 hiện tại. Điều này chẳng có gì quá ngạc nhiên. Công nghệ tăng hình của F-22 và F-35 dựa trên những thiết kế từ năm 1990 hay thậm chí là 1980. Việc bổ sung thêm các phần nâng cấp cũng không ăn thua lắm, giống như Madonna vậy. Bà ấy tiếp tục bổ sung thêm nhiều phần nâng cấp nhưng cũng chỉ được một chút thôi trước khi mọi chuyện trở nên kỳ cục. Nhưng việc Trung Quốc và Nga đang dần bắt bài được công nghệ tăng hình của Mỹ là một lý do giải thích tại sao chiếc F-22 có thể nghỉ hưu trước năm 2030 chiến cơ thế hệ tiếp theo đã và đang được nghiên cứu để giải quyết vấn đề này. Những người trong ngành nói, NGAD sẽ có những trang bị từ tính khó phát hiện hơn so với các chiến cơ hiện tại. Nhưng ai biết sẽ mất bao lâu để Trung Quốc và Nga tìm được cách hóa giải công nghệ đó? Những hệ thống phòng không và công nghệ tên lửa mới đang là mối nguy khiến đội máy bay tàng hình của Mỹ trở thành đồ cổ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn còn có thể bù đắp cho việc này. Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ cuối cùng. Chào mừng trở lại chiến cơ thế hệ thứ sáu của mỹ sẽ có khả năng bay xa hơn để đối phó với trung quốc ở thái bình dương và chúng sẽ cần có khả năng tàng hình mạnh nhất có thể nhưng phạm vi và công nghệ dò tim của trung quốc cũng đang cải tiến muốn đánh bại trung quốc mỹ sẽ không chỉ cần vượt trội hơn về tên lửa động cơ và khả năng tàng hình mà còn nhiều hơn thế điều này đưa chúng ta tới ưu tiên thứ ba của ngad bay drone và ai ngad không chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu theo bộ trưởng không quân mỹ kendall njd là một tầm nhìn về một bộ hệ thống có nghĩa là những chiếc chiến cơ mới của cả không quân và hải quân mỹ sẽ phối hợp hoạt động với các thiết bị quân sự khác gồm cả drone nước mỹ đã đang thử nghiệm các bầy drone được một thời gian điều tốt là chúng có thể áp đảo mục tiêu với số lượng lớn và giá thành tương đối rẻ nhưng đó cũng là lợi thế của nga và trung quốc trung quốc biết drone hữu dụng ra sao và như mọi sản phẩm khác của Mỹ, Trung Quốc có phiên bản hàng nhái của họ. Trung Quốc đã đang nghiên cứu drone có khả năng phóng từ trên không và trên biển, và cũng dễ đoán rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ dùng những nhà sản xuất drone dân sự có liên hệ với Trung Quốc để chống lại chúng ta, như cái tàu drone mẹ được cho là hoạt động bằng AI này của họ. Vâng, đó là một con tàu drone lớn chứa đầy drone nhỏ. Ừ thì đó hoàn toàn là một con tàu dân sự không có ứng dụng trong quân sự ấy mà. Nhưng chiến tranh drone của Trung Quốc sẽ là lý do quân đội Mỹ sẽ cần drone để lấy đá trọi đá. Drone của Mỹ có thể trang bị những tính năng đáp trả như vũ khí năng lượng định hướng. Cuối cùng, cũng có drone với vũ khí laser rồi. Và chúng có thể được vận hành bằng AI và học máy để vượt trội hơn quân đội Trung Quốc. Điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền trong dài hạn, vì những chiến cơ mới sẽ không rẻ đâu. Để các bạn dễ so sánh, F-35 có giá khoảng 80 triệu đô la một cái, và với chi phí đó, người ta thường gọi nó là dự án đốt tiền. Vâng, mỗi chiếc chiến cơ NGAD sẽ còn đắt gấp đôi như thế. Tuy nhiên, Mỹ có thể không cần nhiều chiến cơ như vậy, vì mỗi chiếc chiến cơ sẽ hoạt động với một nhóm drone, và mất đi vài cái drone sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều. Điều này mang chúng ta đến với số 4, sản xuất hiệu quả hơn. Điều này có vẻ không hào hứng lắm nhưng thực ra lại rất lợi hại. Nó hoàn toàn khác với cách làm của Lầu Năm Góc trước đây. Lấy chiếc F-35 làm ví dụ. Một lý do nó đắt đỏ tới mức đó là vì chúng được chế tạo để hoạt động hơn 60 năm. Đồng nghĩa chúng ta sẽ phải chi ra gần 1,3 nghìn tỷ đô la chỉ để bảo dưỡng F-35 trong thời gian đó. Vâng, phần nhiều của đốt tiền không phải là về chế tạo F-35, mà là vì duy trì hoạt động của chúng. Mọi chuyện sẽ khác với chiến cơ NGAD. Không quân đã chuyển từ sản xuất hàng ngàn chiến cơ có thể sử dụng được trong nửa thập kỷ sang chỉ 50-100 tới 100 chiến cơ có tuổi thọ tầm 12-15 đến 15 năm. Ý tưởng ở đây là giúp chúng ta luôn cập nhật công nghệ mới trong dài hạn. Thay vì có một chiếc chiến cơ tuyệt vời được cho là sẽ tồn tại mãi mãi, bạn có một chiếc chiến cơ tuyệt vời có tuổi thọ ngắn hơn và sẽ được thay thế bởi một chiến cơ tuyệt vời khác. Đây giống như có một chiếc iPhone mới mỗi hai năm vậy. Này, nó có camera xịn hơn đấy. Mục tiêu là để tránh bị mắc kẹt trong mấy thập kỷ vào một dự án mà cuối cùng có thể bị lỗi thời và vô dụng. Thay vào đó, NGAD có thể kéo dài vài thập kỷ với một loạt các chiến cơ khác nhau được sản xuất ra khi không quân Mỹ đưa ra những hệ thống mô đun mới. Khi mà Trung Quốc đang đặc biệt chú trọng phát triển những vũ khí có tốc độ cao, thì Mỹ cần phát triển công nghệ nhanh hơn và áp dụng vào thực chiến nhanh hơn. Có thể là trước năm 2030 chẳng hạn. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Và chúng tôi không thể làm được chương trình nếu thiếu sự ủng hộ từ các bạn. Bạn có thể ủng hộ chúng tôi với chỉ từ 1 đô la cho mỗi tập tại patreon.com gạch America hoặc trên nền tảng mạng xã hội không kiểm duyệt độc quyền của kênh tại americauncovered.locals.com. Đường dẫn ở phần mô tả bên dưới. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.